Ví dụ thứ nhất đó là cho một hỗn hợp gồm nhôm sắt đồng có khối lượng là 14,7 gram, tác dụng với dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu được dung dịch A và 8,96 lít. Điều kiện tiêu chuẩn hỗn hợp khí Y gồm có khí NO2 và NO. Tỷ khối của hỗn hợp khí Y so với hydro bằng 19. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 16 gram rắn T. Vấn đề ở đây là thầy trò chúng ta phân tích các dữ kiện của đầu bài cái này một cách thấu đáo nhất trước khi chúng ta bắt tay vào giải quyết bài tập này. Đây là một hỗn hợp gồm 3 kim loại nhôm, sắt và đồng tác dụng với HNO3. Cho hỗn hợp khí gồm khí NO2 và NO có tỷ khối so với hydro bằng 19. Nghĩa là sẽ tính được phân tử khối trung bình của hỗn hợp khí Y để từ đó chúng ta tìm số mol của từng khí. Đấy là vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải nghiên cứu. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thì thu được kết tủa Z. Trong dung dịch A chắc chắn sẽ có nhôm 3 cộng và nhôm 3 cộng sẽ kết hợp với OH trừ của NaOH tạo AlOH 3 lần. Nhưng vì NaOH dư do đó AlOH 3 lần sẽ tan hết trong OH trừ. Chính vì thế kết tủa thu được chúng ta phải định hình trước nó gồm những cái gì, đó là gồm FeOH 3 lần đồng OH 2 lần. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu trước, phát hiện các dữ kiện của đầu bài một cách thấu đáo nhất trước khi bắt tay vào làm bài. Như trong phần lý thuyết về kim loại tác dụng với HNO3, thầy đã chốt cho các em một phương pháp, đó là khi kim loại tác dụng với HNO3 chúng ta nên sử dụng các bán phản ứng cho nhiệt E để giải toán. Vậy các em tập trung lên trên này cùng thầy giải quyết bài toán này, đúng hơn là giải quyết ý một của bài toán này, tính V của dung dịch HNO3. Ta sẽ sử dụng bán phản ứng như sau: nhôm